Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Cẩm Lệ cho biết từ ngày 10 tháng 7 đến nay, trên địa bàn quận đã ghi nhận 91 ca bệnh Covid-19, trong đó điểm nóng nhất là phường Hòa An có đến 53 trường hợp nhiễm bệnh. Tiếp theo đó là phường Hòa Xuân có 16 ca bệnh và Khuê Trung là 14 ca. Liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao hiện nay trên địa bàn thành phố, thì quận Cẩm Lệ đã có 4 ca liên quan đến cảng cá Thọ Quang và 3 ca liên quan đến lò mổ Đà Sơn. Hiện nay trên địa bàn quận Cẩm Lệ còn 14 điểm phong tỏa cứng liên quan đến các ca bệnh quận cũng đã thực hiện hơn 45.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.